chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một model máy của hãng Honeywell, và model đó là E4212E. Thì mọi người có thể thắc mắc là vì sao là E4212E và em nói là của Honeywell, tại vì là các dòng máy của Datamax, các dòng máy công nghiệp của Datamax thì đã được Honeywell mua lại, nên thành ra là những cái dòng máy công nghiệp của Datamax thì thuộc quyền sở hữu của Honeywell. Thì bây giờ trong video này em sẽ tiến hành đập hộp cho người xem những cái linh kiện và những cái thiết bị đi kèm trong máy. Kèm với đó em sẽ đi thử và giới thiệu một số chức năng nổi bật, nổi trội của cái dòng máy này. Em xin cảm ơn. Bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong máy. Thì đây máy mọi người có thể thấy kích thước thùng nguồn khá lớn. Đây. Thì tại vì thùng khá lớn để có bỏ những cái miếng xốp trắng để trong quá trình vận chuyển mình có thể là đảm bảo tốt hơn. Thì đầu tiên đây, mọi người có thể thấy có một hộp phụ kiện đi kèm. Em sẽ mở hộp này trước. Bên trong có một, đây là dây nguồn để kết nối máy. Đây phải kết nối dây nguồn trực tiếp. Thứ hai đó là dây kết nối USB. Đây. Và đây là cái thông tin của máy. Kèm theo đó là một cái tờ giấy, đây cũng thông tin về những cái thông số về an toàn kỹ thuật của máy. Đây. Những cái tiêu chuẩn đặt tiêu chuẩn gì. Đây máy có chuẩn bị một cái đĩa, trong đĩa này là đĩa micro máy này, rồi driver này, rồi cấu hình, rồi có một cái phần mềm cấu hình DO configuration tool. Đây đây là thân máy, mà như mọi người thấy bên ngoài thì nó được bảo quản rất là chắc chắn nhé. Xung quanh là hai miếng xốp này, có dây giữ lại này. Thì bây giờ em sẽ mở cái này ra cho mọi người cùng xem. Thì đây, em vừa mở chiếc máy Datamax E4212 này ra cho mọi người xem. Đây mọi người có thể thấy là máy rất là chắc chắn nhé. Đây là dòng máy in công nghiệp của hãng Honeywell. Đây mọi người thấy rất là chắc chắn. Bên ngoài máy đây là khung bằng nhôm đúc, bên là rất là bền, phù hợp làm trong môi trường công nghiệp, dù rơi vỡ hay là tác động mạnh vào đó thì có thể tốt hơn. Nên giờ em mở ra cho mọi người xem bên trong. Trong quá trình vận chuyển lên ra là Honeywell cũng đã đóng gói rất là kỹ. Đây mọi người có thể xem bên trong máy. Đây là cục đầu của máy. Đây nhìn mọi thứ thì rất là chắc chắn, rất là chuẩn công nghiệp, rất đáng giá với chiếc máy công nghiệp này. Tất cả bằng kim loại. Phía sau đây là cái trục này, trục gác giấy. Cái trục này là rất lớn, là vừa mới khớp với lại cái loại giấy 100 mét của mình có thể mở những cái này ra để bỏ những cái loại giấy nhỏ hơn. Còn đây là trục mực, đây là trục khu vực, đây là trục mực, còn đây là trục khu vực. Đây mọi người thì có thể nhìn sơ qua. Hầu như những cái phần cứng, phần trụ của máy thì đều đúc bằng nhôm nên rất là chắc chắn, chống rỉ hay gì đó cũng rất là tốt. Còn phía trước mọi người đi về vùng phía trước này, đây là màn hình LCD của máy để hiển thị các lỗi. Còn đây là 7 nút nhấn. Máy có 7 nút nhấn để mình có thể là cài đặt hoặc là cài chỉnh một số thông số, nó rất là tiện lợi, rất là thân thiện với người dùng. Mọi người có thể xem. Đối với dòng máy E4212 này thì đây đã có độ phân giải là 203. Độ in có độ phân giải là 203 dpi. Cộng với đó là độ đồng của độ in là 4 in, tương đương với là 104 mm. Còn phía sau máy thì cũng có một số cổng giao tiếp cho mình có thể sử dụng. Đây mọi người có thể thấy đây là cổng giao tiếp USB, đây là RS232 hay cổng COM, đây là cổng LPT. Thì máy cũng có 3 cổng giao tiếp thông dụng để mình có thể là thực hiện các thao tác in cũng như là truyền dữ liệu tùy theo những cái yêu cầu của phần mềm. Đây là nguồn điện cắm trực tiếp, còn đây là nút công tắc. Máy Datamax E4212 thì được sản xuất ở Mexico, vận chuyển sang tới phân phối ở Việt Nam. Máy được sản xuất ở Mexico. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem được cái chất lượng in cũng như là bản in ra thực tế của nó như thế nào. Thì em sẽ test thử cho mọi người xem. Đây là dòng máy in với có độ phân giải là 203 dpi. Đây, mọi người có thể thấy máy in rất là sắc nét, rất là đẹp chứ.
Em đang in với tốc độ 3 in trên 1 giây. Với lại công suất của máy này có thể gọi là một trong những dòng máy với cái tốc độ in mạnh mẽ nhất, lớn nhất trong tất cả các dòng máy in. Thì cái tốc độ in cao nhất của nó lên tới 12 in trên 1 giây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là tăng cái tốc độ in lên cho người xem về cái khả năng in của nó. Những dòng máy khác cũng có tốc độ in là cao, nhưng đi kèm với đó thì cái bản in ra nó không được chất lượng, không được đẹp lắm. Nhưng đối với dòng máy i4212 này thì tốc độ in cực kỳ là ấn tượng. Đây em phải in với tốc độ in rất là cao nè. Nhưng máy có thể in, mọi người có thể thấy là độ sắc nét của máy luôn, cũng không hề là kém cần so với khi em in chậm. Để em có thể để hai bảng so sánh cho mọi người xem. Thì những lúc in chậm hơn thì nó có chỉ nhịn hơn một tí, nhưng với tốc độ in cực kỳ ấn tượng như thế này thì đây là một trong những dòng máy có tốc độ in cao nhất đối với các dòng máy công việc mà các hãng khác có khó có thể là sánh bằng. Đây, em sẽ tiến hành in hai con đây. Mọi người có thể thấy là tốc độ in rất là tuyệt vời, rất là nhanh. Bản in cũng rất là tốt, rất là đẹp. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn hợp lý đối với những người cần có những công ty hay là cần với những công suất in lớn và trong thời gian nhanh để đảm bảo được cái số lượng hàng xuất của mình. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người xem cũng như là in thử cho mọi người biết về những cái tính năng nổi bật nổi trội của dòng máy công nghiệp i4212 của Honeywell này. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm có thể liên hệ tới số điện thoại hotline 1900 3438 để công ty Thế giới bảo mật có thể tư vấn thêm cho mọi người rõ ràng hơn, hoặc là truy cập vào website thế giới bảo mật.com để được hỗ trợ. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn. We'll be right back.